Ngày 6 tháng 7, đoàn công tác của Tổng cục Dân số và Kế hoạch Gia đình, Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhằm thảo luận bàn giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Hiện nay, cả nước có 5 trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh được phân bố theo từng vùng, khu vực. Thực hiện các nghị quyết chương trình của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ hướng đến nâng cao chất lượng dân số, Bộ Y tế đã giao Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình khảo sát lựa chọn phát triển thêm 2 trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực tại vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên vào năm 2025. Qua khảo sát vị trí địa lý, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và con người, Bệnh viện A Thái Nguyên đã cơ bản đáp ứng được các yếu tố có thể hình thành trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực. Qua đó, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh và thực hiện việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh lân cận. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận và thống nhất các nội dung, công việc tiếp theo để hiện thực hóa mục tiêu này. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự vui mừng khi Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã chọn Thái Nguyên là điểm xây dựng hình thành trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Đồng chí khẳng định tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình triển khai thực hiện, giao Sở Y tế Thái Nguyên xây dựng, hoàn thiện đề án và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 7 năm 2021 trước khi trình Bộ Y tế thẩm định phê duyệt. Bệnh viện A Thái Nguyên sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và cử đội ngũ y bác sĩ đi đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng công việc ngay khi trung tâm này đưa vào hoạt động.